Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng quay trở lại với Ngược Dòng Thời Gian cùng S Channel. Hôm nay thì mình sẽ đưa đến cho các bạn một thiết bị mà có thể nói đã thay đổi hoàn toàn ngành di động thế giới ngay khi nó ra mắt vào năm 2007. Nó đã được người cha đẻ gọi là thiết bị sẽ định nghĩa lại điện thoại di động. Và đúng là như vậy, đến hiện tại thì dòng điện thoại này hiện đang nắm giữ vị trí số 1 trong làng công nghệ. Nói đến đây thì các bạn hẳn là cũng đoán ra rồi, và đó chính là iPhone. Và hôm nay xin mời các bạn lội ngược dòng thời gian cùng mình để trên tay chiếc iPhone đầu tiên. This is one device. And we are calling it iPhone. Đầu tiên thì hãy nhìn ngắm lại một chút về vẻ bên ngoài của em nó. Khi các bạn cầm trên tay chiếc máy này thì mình tin là các bạn sẽ có chung suy nghĩ với mình, đó là ui, lâu lắm rồi mới cầm một chiếc điện thoại bé bé xinh xinh nằm gọn trong lòng bàn tay như thế này. Phải nói là cảm giác cầm nắm của máy cực kỳ tốt, nằm lọt thỏn trong lòng bàn tay. Thêm nữa là phần cạnh viền và bốn góc được bo cong nên cầm trên tay cực kỳ thoải mái. Độ dày của máy còn là 11,3mm mà sau được làm từ kim loại nên trên tay cảm giác đầm và chắc chắn. Mặt trước ta sẽ có loa thoại và camera tự sướng không có ở đây. Phía dưới là màn hình có kích thước là 3,5 inch, độ phân giải là 320x480 với một độ điểm ảnh là 165 ppi. Với thông số khủng khiếp như vậy, các bạn có thể thấy là nó có một khả năng hiển thị cực kỳ tuyệt vời, nét nhất là mấy cái chỗ rỗ ở trên màn hình ấy. Phía dưới là nút home truyền thống, cái thứ mà từ đời iPhone 5S chúng ta sẽ không còn nhìn thấy nữa. Phần xung quanh màn hình thì chúng ta sẽ có phần viền được làm từ nhựa bóng giả kim loại. Phía bên cạnh trái ta sẽ có phím tăng giảm âm lượng và phím gạt bật tắt âm hoặc là khóa xoay màn hình. Phía bên cạnh phải sẽ không có gì cả. Phía dưới là cổng sạc, một loa ngoài và một mic thoại làm giả loa. Phía trên là jack tai nghe 3,5mm, khay SIM và phím nguồn. Phía mặt sau ta sẽ có một camera chính bé như camera tự sướng bây giờ, logo quả táo và một ít thông tin ở dưới. Như là chiếc máy này mình đang cầm trên tay là phiên bản có bộ nhớ trong là 8GB. Như các bạn đã thấy thì phần sau được chia làm hai phần, là phần trên được làm từ kim loại và phần dưới được làm từ nhựa. Và chiếc máy mình đang có ở đây là một chiếc máy vô cùng đặc biệt. Phần mặt sau này được Apple hợp tác với hội người dùng cẩn thận lãi vồn, chế tác những đường vân phay xước thật luôn chứ không còn là giả xước nữa. Những cái đường vân vai xước này được sắp đặt theo trường phái bất quy tắc nên là các bạn thấy nó cũng nằm lung tung một tí thôi. Nhưng mà phía bên hội họa sĩ khiếm thị thì họ đánh giá cao phết đấy. Nói chung lại thì vào năm 2007 thì đây là một thiết kế mang tính chất cách mạng và nó là một trong những thiết kế có sức ảnh hưởng lớn đến tận bây giờ. Với màn hình cảm ứng lớn và ít các phím vật lý, có vẻ như câu nói định nghĩa là điện thoại di động đã trở thành hiện thực. Như vậy là xong với thiết kế rồi, và bây giờ sẽ điểm qua một chút về cấu hình. Từ hồi năm 2007 thì em nó đã sở hữu một cấu hình có thể nói là rất mạnh với những linh kiện dẫn đầu hồi đó. Ta có con chip đời đầu của Qualcomm, cũng là tiền thân của Snapdragon. Đó là con chip Flipdragon, tiếng Việt là con chip rồng lộn, có một nhân xung nhịp 412MHz, RAM 128MB với công nghệ tiền thân của DDR4, đó là công nghệ dâm dê sờ rốn. Màn hình kích thước 3,5 inch với công nghệ cảm ứng điện rung đa điểm. Sau tận 8 năm rồi và màn hình này vẫn không lỗi thời, cảm ứng vẫn rất mượt và ngon lành. Camera có độ phân giải là 2MP với khả năng chụp xóa phông và nó cũng sẽ xóa luôn cả cái vật chụp. Bộ nhớ trong thì có các lựa chọn là 4, 8 và 16GB với cục pin dung lượng là 1400mAh. Phải nói là pin con này không hiểu sao là trâu thật. Mình đã để cho nó chờ 4 ngày rồi mà pin chỉ bị hao hơn 40% thôi. 8 năm nay thì chả đến bị trái pin gì cả. Về phần mềm thì máy hiện đang chạy hệ điều hành iOS 3.1.3. Vẫn còn nhiều hạn chế về một số tính năng, ví dụ như là không có IMS hay là không hỗ trợ đa nhiệm. Nhưng hiện tại thì mình sử dụng thì máy vẫn đang chạy rất là ngon lành, rất hiếm khi xảy ra hiện tượng giật và lag. Nói chung bây giờ chúng ta dùng em nói như một thiết bị liên lạc thì mình tin là em nó vẫn đảm nhiệm tốt. Tổng kết lại về chiếc máy này thì đúng như những gì Steve Jobs nói, iPhone là một dòng sản phẩm di động có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay từ khi người anh cả iPhone 2G được giới thiệu. Một thiết bị thông minh sử dụng dễ dàng, giao diện người dùng thân thiện, trải nghiệm luôn nằm trong top đầu và vẻ đẹp đơn giản và chất là tất cả những gì người ta thường nói về iPhone. Nó đã thực sự gây rung động làng công nghệ thời đó và nó đã nhận được rất nhiều lời khen tích cực. Nổi bật nhất là câu nói "The iPhone, very awesome interface and a literally outstanding newcomer." Và câu ngắn này được rút gọn lại là "The iPhone, Vylon." Và các thanh niên bây giờ vẫn hay sử dụng câu Vylon để chỉ cảm xúc kinh ngạc trước một điều gì đó quá là khủng khiếp. Vừa rồi là bài đánh giá nhanh về chiếc iPhone 2G. Anh em muốn biết thêm gì về chiếc máy này thì xin mời comment bên dưới nhá. Mình luôn sẵn sàng giải đáp. Cảm ơn anh em đã cùng mình ngược dòng thời gian. Và nếu anh em thấy hay thì hãy like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.